Trong buổi sáng ngày hôm nay 21 tháng 1 năm 2022, đơn vị thi công đã tiến hành cắt mặt cỏ. Dự kiến cuối tháng 1, đơn vị thi công sẽ bàn giao lại cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa để huấn luyện viên Petrovic cùng các học trò có thể đưa vào tập luyện và sử dụng. V-League 1 sẽ khai mạc vào ngày 25 tháng 2 và bế mạc vào ngày 12 tháng 11. VFF đã báo cáo đề xuất này với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF để chờ xem xét và phê duyệt. Các đội bóng tham dự có thể cho ý kiến về lịch thi đấu mới. Tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Australia dự kiến vào ngày 21 tháng 1 ngày hôm nay để thi đấu với chủ nhà vào ngày 27 tháng 1. Sau đó, họ sẽ trở về Hà Nội để tiếp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.